thì mua vàng. Hồi xưa mà ăn giảm mà khỏi.
Có gì giả. Sống thiệt. Bạn nên mà ăn nhiều đạt như này là em không có bị thấy con sữa không? Đang sữa, đang sữa. Sao anh không thấy? Không gì? Tại vì người ta... Không, người ta không thấy đang sửa, con sữa nó như vậy nó lên, nó không biến, nó đẹp em. Mà thấy đang sữa rồi. Có thay mà. Làm gì có ai không thay đang sữa? Hồi xưa ba em kêu là muốn đang đều đẹp á là cái bẻ cái trên này dục cho nó nhè, bẻ cái dưới chôn với cột. À, phải nên, chôn nữa hả? Nên là em ơi, là bị gan ba em vậy đó. Mà khoan không bảo vệ nha, khoan bảo vệ là hư răng. Khoan không bảo vệ sao nó chắc? Không phải vì bảo vệ là hậu sâu lắm rồi. Cái răng của mình về nếu mà bị độc mới tùy là phải đi tạm này. Đi tới nơi rồi mua hộp luôn rồi. Tự nhiên em kêu thôi mày làm trước đi. Em thấy nó mài ê quá, nó thôi không làm nữa. Đem bán hộp cho người khác đi. Em không làm luôn, sợ quá. Ê răng lắm luôn mà ê vậy đó. Để chiều em đi liền. Chiều em đi liền. Chứ tới gần như thế lên đó mà làm ăn không được. Cho thấy là cái chùa mà đi leo núi hả? Không, chú tới ở bên Bình Dương nè. Em đi kia cũng đúng rồi, chùa chưa thấy trên cái núi đó. À, leo bên bậc thang leo lên đó. Chùa rộng. Chứ nó chạy xe máy lên được luôn như đâu có. Tại mình không biết đường đi. Nó có một đường đi em, không có đường thang, nó chạy từ dưới chạy lên, chạy nó hơi dốc thôi. Nên có thấy gửi đã. Xe, thấy gửi xe dưới rồi hả, leo một thang lên đồ. Leo tới đỉnh núi với con khỉ giòn. Không, đâu chùa được cho thấy không? Phải không ta? Chùa thở là ngay chỗ quốc lộ 1K em. Phải không? Ừ. Còn như cũng có khỉ nhưng mà... Có khỉ? Đi sang đây 3 năm là gì cũng thế. Tại vì chùa bên gì? Phật rộng hết. Nói chung là có khỉ. Đạo thì qua một lần đạo đạo gì tìm đạo là hoặc là tìm đường giải thoát đó em tìm sự bình an ở trong tâm hồn con thầy nói là mình suốt cuộc đời của mình là lừa
lần thì mình đánh cắp cái lừa của bạn, mình lừa cái đại tiên một lần thứ nhất là bơm là xuất gia đấy. Con đông trùng hạ thảo rồi là nó dọn bây giờ ngày nào nó